Theo yêu cầu của rất đông, anh chị em và các bạn ở Mỹ muốn Bình Quyên tiếp tục chia sẻ các món ăn cơm thường ngày mà nấu nhanh, đầy đủ dinh dưỡng. Hôm nay Bình Quyên sẽ chia sẻ món cơm kho tàu và món đậu cô ve xào tỏi. Và bây giờ nếu anh chị em và các bạn nhìn thấy thích hai món ăn này thì có thể vào bếp và bắt đầu mình làm nha. Để làm hai món ăn ngày hôm nay, món đầu tiên là món đậu que xào tỏi hay là đậu cô ve xào tỏi. Thì mình cần có đậu cô ve hay là đậu que, ở đây là 500g. Xào tỏi thì mình sẽ cần có tỏi, củ hành với lại ớt với lại hành lá. Món tôm hôm nay là món tôm kho tàu. Tôm kho tàu thì ngày xưa mình ăn rất là nhiều và thường là sẽ kho với lại tôm càng xanh đó. Tức là cái con tôm mà nó to thật to, nó có hai cái càng xanh thật là xanh luôn đó. Người ta gọi là tôm càng xanh. Hoặc nếu như mình không có thì mình sẽ mua cái loại tôm nó gọi là Black Tiger, tôm sắt. Hoặc là cũng có thể làm với tôm sú thì nó sẽ cho cái màu đỏ hơn cái này luôn. Hôm nay là mình khuyên làm White Tiger, tức là cái con tôm này nó sẽ không có đỏ bằng. Do vậy khi mà mua, anh chị em và các bạn mình nhớ sẽ mua cái tôm mà cái vỏ thật là xanh luôn đó, thì lúc mình nấu ra nó sẽ đỏ. Còn cái tôm này thì tạm đỡ thôi. Tôm này là cái tôm đông đá, bởi vì bên đây khó mua tôm tươi lắm. Mình mua tôm đông đá thì mình sẽ để rã đông. Tốt nhất là mình rã đông trong cái nhiệt độ ở từ 5 cho đến 10 độ C. Mình sẽ cho toàn bộ cái bao này vô trong cái ngăn mát tủ lạnh. Mình để qua một đêm thì bây giờ nó như thế này. Mình thấy nó bắt đầu nó tróc cái phần đá áo bên ngoài ra. Như vậy nè, là được rồi đó. Bây giờ thì sẽ rửa và để cho tôm không bị tanh thì mình sẽ rửa trong nước đường. Khi mà mình để làm cho tôm không tanh đó thì mình sẽ rửa trong nước đường. Và lưu ý là mình sẽ rửa bằng nước lạnh nha. Bây giờ mình khuyên chia sẻ cách làm tôm, tức là mình sẽ lột vỏ. Mình sẽ lột và mình chừa lại một cái đốt vỏ cuối cùng của con tôm. Mình chừa lại để chút mình làm xong con tôm nó đẹp. Và sau đó thì mình sẽ sử dụng một cái tăm hoặc là cây xiên thịt nướng. Mình xăm vào chính giữa của cái lưng con tôm. Rồi sau đó mình kéo ra. Kéo ra như thế này thì mình lấy được cái chỉ đen trên lưng tôm ra. Và tiếp tục mình làm cho hết nha. Cách này hồi nhỏ ngoại mình đó, ông ngoại đã chỉ cho tất cả các đứa cháu trong nhà. Cái này thì các đứa cháu nó cũng biết hết á. Rồi tiếp tục. Nhớ là chính giữa nha, để cho nó cân á, nó cân thì nó không có bị đứt. Rồi kéo ra nè. Rất là dơ cái này, bỏ đi. Sau khi mình rửa tôm xong, mình lấy cả chỉ đen trên lưng ra xong, mình rửa qua hai lần nữa. Sau đó thì cho vào đường 2 muỗng cam. Mình bóp sơ qua với đường để cho tôm nó được khử cái mùi tanh đó. Thay vì là mình sử dụng là muối, nhưng mà trong cái rửa tôm đó mình sẽ rửa bằng cái đường, nó khử mùi tanh tốt hơn là muối. Nếu như mà mình làm chả tôm thì mình sẽ rửa muối, bởi vì lúc đó mình cần tăng cái độ lạnh cho tôm đó. Rồi sau khi mà mình ướp qua vậy rồi mình đi rửa luôn cho nó sạch lại. Để cho tôm nó tươi mình sẽ rửa nước lạnh. Này khi mà mình cho đường vô mình sẽ thấy nó ra cái màu. Thế như vậy thì nó sạch. Và thật ra để mà làm cái món ăn này ngon đó thì sử dụng cái tôm càng xanh thì tôm đó nó, trên đầu nó sẽ có cái gạch. Nhưng mà cái gạch tôm mình ăn không có tốt vì nó bị cholesterol đó. Thành thử ra mình cũng không nên ăn gạch tôm. Rồi mình sẽ rửa 2-3 lần cho đến khi tôm sạch nha. Tức là mình sẽ thấy nó không còn bọt nữa. Đậu cô ve sau khi mình rửa sạch, cho vào một muỗng canh muối. Sau đó thì cho nước vào ngâm. Nước xanh sắp mặt đậu. Mình ngâm như thế này để lúc mình nấu lên cái đậu nó sẽ xanh. Lúc sau mình ăn nó an toàn hơn đó. 800g tôm chưa làm. Là bây giờ mình làm xong nó còn có 670g thôi. Hôm nay mình sẽ làm 500g tôm sau khi làm sạch để ráo. Nêm vào đây 1 teaspoon bột nêm gà, chicken powder. 1 teaspoon đường, tức là 1 muỗng cà phê vuông đó. Cho mình chút xíu tiêu.
trộn đều lại. Sau đó thì mình sẽ đi bằm tỏi, củ hành cũng như là đầu hành lá, mình cho vô ướp. 3 tép tỏi, 1 củ hành tím 35g, 2 đầu hành trắng. Mình sẽ đập dập, sau đó bằm nhuyễn. Và thêm ớt, tùy thích cũng bằm nhỏ luôn. Hoặc nếu như mà mình ăn cay được cũng có thể sử dụng ớt hiểm. 1/3 cái lượng hành, tỏi, ớt. Trộn đều và mình ướp ở đây. Trong trường hợp mà mình có dầu màu điều thì mình có thể lấy ra để chút xíu nữa mình sử dụng. Còn không có thì bây giờ mình sẽ đi làm cái dầu màu điều. Như hôm trước mình khuyên để chia sẻ rất là nhiều lần cách làm dầu màu điều, tức là bỏ cái hạt điều màu vào trong dầu. Sau đó mình được, đây là dầu màu điều. Cái hạt điều màu thì mình khuyên chia sẻ rất là nhiều lần. Đây là cái hạt điều nè. Trong lúc ướp tôm thì mình tiếp tục đập dập cái phần tỏi, bằm nhẹ ra thôi, sơ sơ, để mình xào đậu cua ve. Không cần đập nát nha, chỉ dập ra thôi là được rồi. Hành lá cắt nhỏ để chút mình nêm lên trên. Tách lòng một cái trứng gà hoặc là trứng vịt. Và mình sẽ lấy cái lòng đỏ thôi, còn lòng trắng thì bỏ qua. Mình vừa đập hai cái trứng để mình tìm một cái trứng nào nó đẹp. Một cái vàng thì chúng nó không có đẹp, còn một cái cam này nó đẹp hơn nè. Mình sử dụng cái cam nha. Cho vào đây 1/2 teaspoon dầu màu điều. Sau đó thì mình đánh ra. Cái này là phần để mình tạo cái gạch tôm. Trong trường hợp mình sử dụng gạch tôm rồi thì không cần cái này. Để cho ngon thì cho mình chút xíu bột nêm hoặc là muối. Nếu mình thích ăn nhiều cũng có thể cho hai lòng luôn. Mình lấy cái lòng này nó hơi bị không có đậm màu. Kệ luôn. Tất nhiên là khi cái lòng nó không có đậm màu đó thì ra nó sẽ không có đẹp. Và cho thêm một chút dầu màu điều vô lại. Một chút xíu dầu màu điều, khoảng 1/2 teaspoon. Chờ cho dầu nóng nè. Bây giờ mình sẽ cho trứng vô. Vừa cho mình sẽ vừa đánh. Đánh cho nó phê ra đó. Để nó tạo ra thành ra là cái phần gạch. Chú ý là nhớ mình có thể làm nhiều hơn nếu thích nha. Cái này bao nhiêu cũng được. Rồi bây giờ mình đánh mạnh ra rồi tắt lửa luôn nha. Rồi đánh mạnh ra cho nó tơi ra. Trứng càng đỏ thì cái phần gạch tôm giả này nó sẽ càng đẹp. Cho lại vô trong chén. Và mình sẽ đánh ra cho nó nhuyễn. Mình không có cần chín lắm đâu, bởi vì chút xíu nữa mình còn nấu nữa. Cho hết ra. Cho vào 2 teaspoon dầu ăn. Nó chỉ nửa muỗng canh thôi. Sau đó thì cho hành, tỏi, ớt. Mình đảo sơ qua như vậy rồi. Không cần phải phi vàng đâu. Hạ lửa và mình cho vào đây 1/8 cup nước mắm, tức là 30ml hay là 2 tablespoon. Tức là hai cái muỗng canh mà ở Việt Nam mình hay ăn cơm đó. Đây là cái món ăn mặn vậy đó. Lưu ý là mình cần làm cho nó mặn. Nhưng mà nước mắm sẽ không ướp vào trong phần tôm vì nó khai. Thành thử là mình sẽ nấu ở trên chảo trước. 1/2 muỗng canh đường 6g. Nếu như nhà mình có ăn bột ngọt sẽ cho 1/3 muỗng cà phê bột ngọt. Không ăn thì không cho. Sau đó thì mình đảo đều. Đảo cho cái phần nước mắm này nó bay hơi bớt lên. Sau đó thì cho hết cái này vô luôn. Và mình sẽ xào. Xào hay là gọi là kho ở lửa lớn. Mình cứ đảo như thế này nha, cho đến khi tôm chín. Và rất là nhanh, chừng khoảng 5-6 phút là cái tôm nó chín thôi. Nếu như mà mình thích ăn có nước thì mình cũng không cho nước nữa, bởi vì cái phần nước tôm nó ra là đủ rồi. Còn trong trường hợp mình muốn mà ăn nước á, mà không cần cho nước á, thì mình sẽ nấu lửa nhỏ một chút. Tiếp tục mình đảo cho đủ khoảng 5-6 phút
cho đến khi mình thấy con tôm nó cong lại là chín nha. Và mình cũng có thể nếm lại tùy theo khẩu vị của gia đình mình, ví dụ mình thích ăn mặn thêm, ăn ngọt thì thêm. Rồi bây giờ thì được rồi, mình sẽ để lửa nhỏ lên một chút xíu để cho tôm nó ra nước nha, nếu mình thích ăn tôm có nước. Tôm chín, vừa chín cong như vậy là được rồi, mình không có nấu lâu quá, nếu mình nấu lâu quá là cái phần tôm nó sẽ không còn ngọt nữa. Và cuối cùng là cho cái phần để nó tạo gạch cơm thôi. Hạ nhỏ lửa nha. Món này sẽ có cái vị hơi mặn mặn, ít ngọt, bởi vì mình khuyên không có thích ăn ngọt. Để tạo màu thêm, cũng có thể cho màu điều vô để cho nó đỏ lên, nếu thích nha. Và như vậy là mình đã xong cái món tôm rồi, tôm kho tàu của mình. Cho tiêu. Cho vào bên trên một chút xíu hành lá. Và bây giờ thì tắt lửa. Món tôm của mình đã chín rồi. Đây là tôm kho tàu. Bước tiếp theo mình sẽ làm đậu ve, đậu cô ve, xào tỏi. Món ăn này thì chắc là ai cũng biết rồi, bởi vì nó dễ lắm. Mình cho vào trong nồi 1 muỗng canh dầu ăn. Nếu mình thích béo thì cho 2 muỗng, tùy thích nha. Sau đó thì cho cái phần tỏi vô. Không cần đợi dầu nóng đâu, bởi vì mình đợi dầu nóng là tỏi sẽ dễ bị cháy, nó đắng. Bây giờ mở lửa lớn lên. Có bạn hỏi mình khuyên từ sao cái nồi không bị cháy, thì để cái nồi mà mình nấu, mình xào nó không dính á, thì thường là mình sẽ nấu cho dầu nó hơi nóng trước. Không cần tỏi với vàng đâu, chỉ thơm lên là được rồi. Mình đậy nồi lại xong rồi mình sẽ xóc nha. Xóc cho đều. Sau đó thì mình sẽ cho một xíu nước vô. Và mình sẽ tiếp tục mình nấu ở đây một chút xíu. Do là hôm nay mình ăn món tôm nó mặn, thành thử ra cái phần đậu ve này, hoặc là mình chỉ có thể luộc, mình ăn cũng ngon. Nhưng mà mình sẽ xào nêm một chút xíu thôi, rất là ít, một chút xíu bột nêm, 1/2 muỗng cà phê hay là 1/2 teaspoon. Đậy nắp lại và mình xóc đều lên. Mình khuyên đậy nắp xóc á, để cho nó không có văng. Rồi bây giờ mình sẽ thấy nó xanh đó. Bây giờ tiếp tục mình nấu nha. Mình nấu một chút xíu, khoảng 2-3 phút là nó mềm liền luôn. Và trong lúc mình xào đậu ve cũng gần xong rồi, mình sẽ cho tôm ra đĩa hoặc là ra tô. Tôm kho tàu, món tôm mà ngày xưa người giàu mới được ăn. Còn bây giờ thì ai cũng được ăn hết, bởi vì bây giờ tôm nó cũng không có mắc lắm. Và nếu như anh chị em và các bạn nhìn thấy thích món ăn cho bữa cơm thường ngày mà mình nấu nhanh gọn lẹ đó, thì có thể vào bếp và làm hai món ăn ngày hôm nay, đó là tôm kho tàu và đậu que xào tỏi. Rất là ngon. Và mình khuyên chúc anh chị em và các bạn nấu thật ngon, ăn thật ngon hai món ăn ngày hôm nay nha. Cho hết ra nè, nhìn thấy rất là giống như là cái phần gạch tôm. Để lại gần, nhìn thấy hấp dẫn không ạ? Và món đậu que xào tỏi của mình cũng xong. Mình sẽ nấu cho đến khi mình nghe có tiếng xèo xèo, tức là lúc đó nó vừa cạn luôn. Nó vừa cạn mà nó chưa cháy đó. Như thế này thì nó ngon, nó xanh và nó không có bị nước. Và đậu chín mềm. Cái này thì nếu như mà mình thích ăn mặn thì mình sẽ nêm thêm mặn nha. Bởi vì hôm nay mình khuyên ăn với tôm rồi, thành thử ra không có nêm mặn. Nếu mình muốn nêm mặn thì cho nước mắm hoặc nước tương đều được. Và bây giờ thì tắt lửa và cho tiêu. Phía bên trên mình sẽ cho hành lá nữa.
Sau cùng là cho đậu ra. Đậu xanh nóng hổi luôn và chín mềm. Và như vậy là mình đã xong rồi. Tôm kho tàu. Tôm kho tàu sẽ được ăn cùng với lại đậu cô ve sầu tỏi. Ngon chưa? Và nếu như chị em và các bạn nhìn thấy thích hai món ăn ngày hôm nay thì có thể vào bếp và cùng làm nha. Mình khuyên chú mấy ai cũng thành công, nấu ra thật là ngon, ăn thật là ngon. Và bây giờ thì xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại ở video kỳ tới. Mình sẽ cho đậu lên nữa nè. Đậu có màu xanh, thơm mùi tỏi. Và cho vào một chút nước tôm kho. Hấp dẫn ghê chưa? Rất là ngon. Để gần cho thấy hấp dẫn nè. Đó, tôm kho tàu của mình đó. Quá hấp dẫn luôn. Đói bụng luôn.